Thưa bác sĩ, người tiểu đường có nên ăn trái cây không và vì sao ạ? Người tiểu đường thì rất rất cần ăn trái cây, bởi vì trái cây là bổ sung một lượng lớn vitamin cho cơ thể của chúng ta, và đặc biệt là với những bệnh nhân mà đái tháo đường type 2 thường hay dùng một nhóm metformin ấy, thì thường bị thiếu vitamin B12, cho nên việc sử dụng ăn trái cây là luôn luôn cần thiết, không phải kiêng, không không cần thiết phải kiêng, với chỉ ăn với lượng như thế nào thôi, không phải kiêng hoàn toàn. Các loại trái cây thì bệnh nhân tiểu đường đều có thể ăn được hết và không phải loại trừ loại trái cây nào cả. Và cách ăn thì sẽ nên ăn như thế này, tức là khi các bác đã ăn cơm rồi thì mình hay có thói quen là mình mang đồ tráng miệng ra và mình ăn luôn. Như vậy thì không nên, vì là khi mình ăn cơm vào và mình ăn một cái bữa cơm, bữa lớn, bữa chính rồi, thì cái lượng đường huyết vào trong cơ thể sẽ rất là nhiều. Chính vì thế khi mình ăn tiếp tục trái cây vào thì đường huyết sau ăn của chúng ta sẽ tăng vọt lên. Như vậy thì không có tốt, và mình sẽ nên ăn như thế này, mình sẽ nên ăn trái cây vào bữa phụ. Thì các bác cũng cũng sơ bộ tính được là như thế này: một cái quả chuối của chúng ta thì tương đương với khoảng 20 kcal, một quả xoài to thì tương đương với 40 kcal. Như vậy thì cái bữa phụ mình có thể ăn giới hạn của chúng ta đến 60 kcal một bữa phụ. Thì mình có thể ăn một quả xoài cũng được, nhưng ăn vào cái bữa mà sau ăn 2 đến 3 tiếng. Ví dụ như mình ăn trưa rồi này, mình ngủ dậy mình có thể ăn một quả xoài. Hoặc là mình có thể uống một cốc sữa cho người đái tháo đường, sau đến bữa chiều mình lại ăn một cái bữa chính, thì mình có thể ăn xoài cũng được, ăn nhãn thì các bác cũng có thể ăn được, nhưng ăn chỉ khoảng chục quả đổ lại thôi, bởi vì 10 quả nhãn đã tương đương khoảng 30 kcal rồi. Và có thể ăn thêm một ít khoai sọ, một củ khoai lang, hoặc là một cái gì đó mình thay đổi. Thì các cái hoa quả thì mình nên ăn vào cái bữa phụ thì tốt hơn, để làm tránh là mình bị hạ đường huyết, hoặc cũng như tránh mình bị tăng quá đường huyết sau ăn. Các bác cũng có thể ăn, như tôi nói, vẫn có thể ăn nhãn được, nhưng mà nếu mà các bác ăn nhãn rồi thì đừng ăn cùng với bữa cơm nữa, vì tăng đường huyết. Và giữa các bữa đấy thì các bác chỉ ăn khoảng 5 đến 10 quả nhãn là nhiều rồi. Tránh là mình ăn cấp tập vào ăn khoảng nửa cân nhãn thì đường huyết lên rất là cao, và lúc đấy thì khiến cho mình rất là mệt mỏi, vì đường huyết cao nó có khả năng là gây tổn thương các cái tạng đấy, cho nên là mình sẽ mệt mỏi và dễ gây ra biến chứng. Bố lại ham lá xoài à? Cái bệnh tiểu đường type 2 của bố đấy mà. Con có quà biếu bố đây. Đây là sản phẩm đầu tiên được bào chế từ tinh chất lá xoài. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Glutex dành riêng cho tiểu đường type 2, có công dụng hạ và ổn định đường huyết. Glutex giúp sống lâu hơn khi bị tiểu đường.